Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học lại với nhau cái điều rất là căn bản, nhưng mà cần thiết vô cùng cho đời sống và chức vụ cầu thai của chúng ta. Vì chúng ta cần biết mục đích và quyền năng của sự cầu nguyện, để chúng ta có thể, như Chủ nhật chúng ta được nhắc nhở, chúng ta trung tín đứng ở trong vị trí mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Thì chúng ta thấy nếu Noe không nghe và nhận được cái sự mặc khải từ nơi Chúa và bày tỏ từ nơi Chúa cho những điều mà chưa thấy, thì ông không thể nào đứng vững được ở trong một cái khoảng thời gian dài như vậy, vừa giảng đạo, vừa đóng tàu. Nên chúng ta thấy rằng phải có một cái sự hướng dẫn và hiểu biết một cách rõ ràng. Và chúng ta thấy như cuộc đời của Abraham đi, và ông đã ra đi đến cái nơi mà Chúa Ngài đã chọn, đã định. Và chúng ta thấy rằng ông đã đi mặc dù không biết mình đi đâu, nhưng mà đi trong đức tin và giữ vững những điều Chúa Ngài đã hướng dẫn, trung tín đứng ở trong vị trí mà Chúa Ngài đã làm thành lời của Ngài hứa để tuyển dân của Chúa được thành lập, để họ có thể làm nguồn phước cho muôn người. Có cái sự trung tín là bởi vì biết chắc và hiểu được mục đích của sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta có thể trung tín và làm xong công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, cũng như thực hiện những điều mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta là những người cầu thai. Thì xin Chúa Ngài ban phước để buổi tối hôm nay chúng ta nắm được bài học này. Tôi cảm nhận có một cái nhu cầu để các anh chị em mới đến sinh hoạt tham dự với Hội Thánh cũng biết, để trong thời gian cầu nguyện và chức vụ của anh chị em gia nhập vào trong ban cầu nguyện, thì có thể biết chắc cũng như là chúng ta hóa đồng mẫu số để chúng ta có một sự hiểu biết giống nhau, và chúng ta có thể nhịp nhàng cùng nhau làm việc ở trong ơn của Chúa. Trên mục đích và quyền năng của sự cầu nguyện, chúng ta hết thảy đều đáng lý phải cầu nguyện. Nhưng mà trong kinh nghiệm thì tôi thấy không phải tất cả cơ đốc nhân chịu cầu nguyện. Vì nhiều người có những cái thắc mắc như là cầu nguyện cách nào, khi nào, nếu, điều gì, vân vân. Và chúng ta thấy rằng có rất là nhiều thắc mắc vì thiếu cái sự hiểu biết. Có một số người thì có một cái quan niệm đó là nếu ý của Chúa đã định như vậy thì tự động nó sẽ đến, đâu cần mình phải cầu nguyện. Một số khác biết một vài câu kinh thánh thì nói rằng lời chưa ra khỏi miệng của chúng ta thì Chúa đã biết rồi, như vậy thì chúng ta đâu cần phải cầu nguyện. Mình cứ ngồi mình chờ để ý của Chúa được nên. Nhưng mà không, anh chị em, chúng ta thấy rằng như lời của bài hát cũng như điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã dạy, đó là Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải nhận biết một điều. Khi các môn đệ của Chúa xin Chúa dạy họ cầu nguyện thì Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện, hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý nên ở đất như ở trời. Như vậy chúng ta thấy thật là quan trọng để chúng ta phải có lời cầu nguyện. Dù là ý của Chúa đã bày tỏ thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng phải lên tiếng cầu nguyện để Chúa có thể thực hiện công việc của Ngài. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nắm được cái chìa khóa và hiểu được tại sao Chúa Ngài muốn chúng ta cầu nguyện. Tôi được thuyết phục rằng chìa khóa của sự thành công trên thánh vụ của Đức Giê-xu ở trên đất chính là đời sống cầu nguyện của Ngài. Chúa Ngài cầu nguyện. Như tôi thường nói ở trong hình ảnh, anh chị em, chị có thể giúp một sự cái microphone cầm tay. Vậy như cái microphone này cứ bị đứt quãng. Chúng ta thấy các lăng kính của bốn sách Tin Lành mỗi lần chiếu vào ở trong chức vụ Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy Ngài đang cầu nguyện. Ngài đang trên đường đi cầu nguyện, hoặc là Ngài vừa mới từ nơi cầu nguyện trở về. Thì chúng ta thấy rằng những hình ảnh này cho thấy Chúa Giê-xu Ngài có một đời sống cầu nguyện rất là chắc chắn và vững vàng. Như vậy chúng ta thấy rằng thầy của chúng ta dạy chúng ta, cũng như các môn đệ của Ngài, là dạy hết mọi điều mà Ngài đã truyền cho họ. Để chúng ta thấy rằng một trong những điều mà Chúa Ngài đã truyền, đã dạy, đã huấn luyện, đó là sự cầu nguyện. Cho nên là con cái của Chúa, là người đi theo Chúa, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta phải là giống như Chúa cứu thế yêu dấu của chúng ta, Chúa yêu dấu của chúng ta. Cho nên chúng ta đi xem Vua Vinh Hiển, Đức Chúa Trời của vũ trụ này, cho chúng ta quyền đến gần Ngài qua sự cầu nguyện. Thì đây là một cái đặc ân mà chúng ta thấy thật là quý. Để chúng ta được một lời mời hay là một cái cánh cửa mở ra cho chúng ta, một cơ hội mở ra cho chúng ta. Thí dụ như vào ở trong Tòa Bạch Ốc để chúng ta gặp Tổng thống, thì chắc là trong chúng ta ai nấy đều cũng có thể là chấp nhận cái lời mời đó, hay là tiếp nhận lời mời đó, và rất vui để mình được vào để gặp Tổng thống của đất nước hùng mạnh nhất ở trên thế giới này. Trừ trường hợp
mà chúng ta có cơ hội nhưng mà chúng ta không thích ông tổng thống đó thì chúng ta từ chối. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà là một cái vị tổng thống mà chúng ta mến mộ, lại có lời mời mời chúng ta đi vào ở trong tòa Bạch Ốc để tại đó chúng ta gặp gỡ tổng thống, thì chắc là chúng ta sẽ rất là vui để chúng ta đáp lại. Hơn thế nữa, chúng ta thấy vua trên muôn vua, Chúa trên Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài lại mời chúng ta những cái lời mời trong lời Chúa thật là tuyệt vời. Ví dụ, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Hay là lời của Chúa ngày dạy chúng ta hãy đến gần ngôi ơn phước để nhận được ơn trong thời giờ có cần dùng. Những lời mời đó chúng ta thấy rằng cho chúng ta một cái đặc ân là Chúa mở cửa, Chúa Ngài kêu gọi để chúng ta có thể đến gần Chúa, để có thể trình bày duyên cớ của chúng ta, để có thể kêu cầu Chúa, hầu Chúa Ngài có thể nhúng tay và Ngài làm những công việc ở trong đời sống của chúng ta. Thì cũng vậy, anh chị em chúng ta cần biết Chúa Ngài có những cái lời mời cũng như sự kêu gọi của Chúa để chúng ta sử dụng đặc ân này mà chúng ta bước vào ở trong sự cầu nguyện. Chúng ta gặp gỡ Chúa đến gần ngôi ơn phước vì có những nhu cần ở trong đời sống của chúng ta hay là của những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta tìm kiếm cái sự hiểu biết. Mình có cầu nguyện nhưng mà đa số lại không hiểu biết về sự cầu nguyện. Ngay cả những người thường xuyên cầu nguyện như công tác tôn giáo thường cũng bối rối về thế nào cầu nguyện một cách kết quả. Đây là chỗ mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Một trong những điều mà cái văn hóa của Hội Thánh ở Hoa Kỳ này, người ta thường hay khen, cái lời cầu nguyện đó rất là mạnh mẽ. Tôi có tham dự những cầu nguyện lớn của những buổi cầu nguyện 40-50 ngàn người. Và khi hướng dẫn cái lời cầu nguyện xong thì xuống có những người họ bắt tay và họ cảm ơn. That's a beautiful prayer. Đó là một cái lời cầu nguyện rất là đẹp, rất là mạnh mẽ. Thì tôi luôn trả lời với họ đó là vấn đề là chúng ta xem Chúa Ngài đáp cái lời cầu nguyện đó như thế nào. Bởi vì một lời cầu nguyện mà kết quả thì nó mới cho thấy rằng cái lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện tốt. Phải không chị em? Thế là cầu nguyện không phải là một cái bài điếu văn hay là một cái bài chúng ta làm văn mà chúng ta trình lên cho Đức Chúa Trời. Và những người xung quanh nghe thì thán phục về cái lời cầu nguyện đó. Trong lời cầu nguyện đó có mấy câu kinh thánh ở trong đó. Trong lời cầu nguyện đó có những từ ngữ mà chúng ta thấy rất là thiêng liêng. Thì những điều đó đó, thì nếu mà Chúa Ngài đáp lời dựa trên những điều mình cầu nguyện dựa trên lời của Chúa thì đó là điều tốt đẹp. Nhưng mà lời cầu nguyện chỉ là nghe cho nó hay, cho nó êm tai mà không có kết quả thì lời cầu nguyện đó không phải là lời cầu nguyện tốt và đúng. Nên mục tiêu của chúng ta là phải thấy cái lời cầu nguyện của chúng ta có kết quả. Và muốn được như vậy chúng ta cần phải hiểu một cách chính xác là lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào. Lời cầu nguyện của chúng ta có linh nghiệm, lời cầu nguyện của chúng ta có thấy Chúa Ngài đáp lời hay không? Lời cầu nguyện của chúng ta có đem lại ảnh hưởng như chúng ta mong muốn hay không? Cho nên hãy có một sự hiểu biết thật là chính xác. Nhiều cơ đốc nhân thì không có sự hiểu biết và chính xác về sự cầu nguyện. Họ biết rằng họ đáng phải cầu nguyện nhưng không hiểu cách nào, cho nên họ cầu nguyện theo như điều mình đã được nghe hay là mình học, mình bắt chước những người lân cận của mình. Và chúng ta để ý, chúng ta thấy điều đó đặc biệt là trong dòng những cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy có những mục sư trẻ thì có một cái cách nói bắt chước theo một vị mục sư nào đó mà họ mến, họ muốn học theo. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái điều cũng tốt, nhưng mà trong đời sống cầu nguyện, nếu chúng ta chỉ học và bắt chước những người lân cận của chúng ta, những người đi trước, mà chúng ta không biết và hiểu ý nghĩa thật của và mục đích của sự cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta đánh mất một cái phước hạnh rất là lớn. Để lời cầu nguyện không chỉ là chúng ta nói cho những người chung quanh cùng cầu nguyện chung với chúng ta nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta nó hay là nó như thế nào đó theo như định nghĩa của họ, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta có được sự chú ý của thiên đàng hay là không, lời cầu nguyện của chúng ta có kết quả hay là không, đó là mục tiêu của chúng ta. Bởi vì bạn sẽ không hiểu quả tối đa điều bạn không hiểu, cho nên chúng ta cần phải hiểu và biết một cách chắc chắn. Tỷ số tham gia thấp nhất ở trong tất cả các mục vụ đó là các buổi cầu nguyện. Người Mỹ họ có câu nói là thông báo Hội Thánh sẽ đi sinh hoạt ngoài trời picnic thì sẽ có 300 người tham dự. Mà thông báo là mời đến một buổi cầu nguyện thì 30 người tham dự. Ước mơ của chúng ta là có một ngày nào đó mà chúng ta thông báo đi cầu nguyện thì đa số Hội Thánh sẽ đáp ứng lại. Vì khi chúng ta hiểu được cái sức mạnh và cái đặc ân mà Chúa cho chúng ta cầu nguyện đó, nó lớn cỡ nào và nó quan trọng ra sao, thì tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn bỏ qua.
Và chúng ta chụp tất cả những cơ hội để chúng ta cầu nguyện trong thời giờ cá nhân, cũng như trong thời giờ chúng ta cầu nguyện với hội chúng. Cầu nguyện cá nhân có cái sức mạnh của nó. Nhưng mà Kinh Thánh cũng bày tỏ ra cho chúng ta khi chúng ta hiệp lại với nhau, hiệp lòng, hiệp ý cầu nguyện. Chỉ đôi người thôi, hiệp ý cầu nguyện bất cứ điều chi cha cũng sẽ ban cho. Thì chúng ta thấy rồi hội thánh của Chúa ở trong Tân Ước, trong sách Công Việc Sứ Đồ, mỗi lần hội thánh của Chúa hiệp lại, hiệp lòng cầu nguyện, thì có sự chấn động, đất rúng động, hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, phép lạ xảy ra, vân vân. Và chúng ta thấy có nhiều điều rất là kỳ diệu. Nên tôi tin rằng bởi vì không có kinh nghiệm một cách tích cực với sự cầu nguyện mà người ta chán nản, ngã lòng hay là bỏ cuộc, không có tham dự vào trong các buổi cầu nguyện. Vì thế rằng mình tốn thời giờ, công sức nhưng mà không có kết quả bao nhiêu. Mình xin Chúa ngày ban ơn để điều mà tôi chia sẻ với anh chị em trong buổi tối hôm nay, anh chị em bám sát theo cái dàn bài mà chúng tôi đã gửi ra cho anh chị em, và chúng ta cùng học để chúng ta, người Mỹ dùng hình ảnh đó là sharp your saw, tức là chúng ta mài cái lưỡi cưa của chúng ta cho nó thật là bén, để chúng ta không mất công mất sức mà chúng ta sẽ cắt được những cái cây, hạ những cái cây gỗ thật là to cho công việc, bởi vì lưỡi cưa của chúng ta đã được mài và dũa thật là sắc bén. Chúng ta xin Chúa ngài cho để sự hiểu biết về mục đích và quyền năng của sự cầu nguyện sẽ được làm mới lại ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần xây dựng một nền tảng, đó là điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em cùng suy nghĩ. Tại sao cầu nguyện không kết quả? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta cần hiểu căn nguồn, những nguyên tắc khởi nguồn nguyên thủy và mục đích của. Và ở trong bài này thì chúng tôi sẽ mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời một số thắc mắc. Cầu nguyện là gì? Tại sao cầu xin là cần thiết? Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Nếu Chúa có toàn quyền tể trị và Ngài sẽ làm gì Ngài muốn thì tại sao phải cầu xin? Đó là một số những cái thắc mắc mà chúng ta có thể có từng hồi từng lúc. Nhưng mà xin Chúa ngài cho để bài học buổi tối hôm nay chúng ta sẽ giải quyết điều đó. Để hiểu biết về cầu nguyện, chúng ta phải biết chính mình Đức Chúa Trời và thế nào Ngài đã thiết lập quyền cai trị ở trên quả địa cầu này. Để chúng ta thấy tại sao Chúa ngài dạy các môn đệ của Chúa và chúng ta ngày hôm nay khi các ngươi cầu nguyện hay cầu nguyện như thế này. Chúa ngài dạy đến và xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên. Vì cầu nguyện là kết quả của quyền cai trị mà Chúa ngài đã lập ở giữa thiên đàng và trên đất này, cũng như công việc của Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài đã phán. Chúng ta để ý đến hai điều đó. Thứ nhất là những điều mà Chúa ngài đã lập ở giữa thiên đàng và đất này, cũng như công việc của Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài đã phán. Cầu nguyện cách đơn giản là tôn trọng quyền cai trị của Chúa hoạt động trong hệ thống Chúa ngài đã lập. Cầu nguyện sản sinh từ việc Đức Chúa Trời thiết lập và trách nhiệm Chúa giao cho con người ở trên đất. Chúng ta trở lại với điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời ngài đã tuyên phán về tạo vật này là loài người. Thì Chúa ngài nói ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 như thế này. Đức Chúa Trời, Elohim đó, đấng tạo hóa đó, phán: chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ta và ảnh ta, giống như chúng ta, để họ quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát ở trên mặt đất. Theo như bản hiệu định, chúng ta thấy để ý đến cái chữ để họ. Đây là cái mấu chốt để chúng ta biết tại sao chúng ta phải cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta thấy Đức Chúa Trời phần của Ngài đó là Ngài dựng nên loài người chúng ta theo hình ảnh của Chúa cũng như là giống như Ngài. Để họ, tức là cái công tác mà Chúa ngài để cho con người của chúng ta, mà Chúa đã dựng nên giống như Ngài đó, để họ quản trị. Chúng ta để ý đến hai chữ đó, rất là quan trọng. Tức là khi Chúa ngài dựng nên con người chúng ta, thì ngài cho con người chúng ta một cái trách nhiệm và cái đặc ân, đó là quản trị thế quả địa cầu này, quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát ở trên mặt đất. Nên cho em đây là điều hết sức là quan trọng. Đó là đặc ân và cũng là trách nhiệm của chúng ta. Hãy nói cách khác, Chúa ngài dựng nên chúng ta và ngài cho con người chúng ta cái trách nhiệm để chúng ta cai trị ở trên mặt đất này. Và Chúa ngài rất là nghiêm túc ở trong công việc này. Cái từ ngữ chính ở đây là để họ. Ở tại đây chúng ta thấy là chỗ mà Đức Chúa Trời gây dựng mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng ta trên đất. Với hai cái chữ này, đấng sáng tạo đã định nghĩa khuôn khổ mà ngài tự giới hạn mình để hoạt động ở trong khuôn khổ đó. Chúa ngài dựng nên loài người chúng ta. Rồi ngài tuyên bố rằng để họ, tức là giao cho loài người chúng ta cái việc cai trị trên mặt đất này. Điều này cho chúng ta thấy lý do tại sao Chúa không nhúng tay trực tiếp vào trong những công việc trên trần gian này, mà ngài chỉ đáp lại với lời kêu gọi
của những con người được Chúa ngày giao cái quyền quản trị trên đất này. Anh chị em nắm được vấn đề không? Và đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta ngỏ lời mời Đức Chúa Trời can thiệp vào những việc trên trần gian này, vì đó là trách nhiệm của chúng ta. Khi một gia đình gặp sự khó khăn, thì Đức Chúa Trời Ngài không ngang nhiên bước vào để giải quyết cái nan đề của gia đình đó, mà Ngài chờ một người ở trong cái gia đình đó lên tiếng mời Ngài can thiệp. Vì Ngài dựng nên loài người chúng ta để họ, để loài người của chúng ta quản trị ở trên đất này. Khi một cộng đồng có nan đề, khi một đất nước, một dân tộc có nan đề, thì Đức Chúa Trời Ngài không ngang nhiên nhúng tay vào để giải quyết nan đề của dân tộc đó, mà Ngài chờ đợi có những người từ dân tộc đó, từ dòng họ đó, lên tiếng mời Chúa, xin Chúa can thiệp vào, xin Chúa Ngài cứu giúp. Bây giờ chúng ta hiểu tại sao Đức Chúa Giêsu dạy các ngươi hãy cầu nguyện: Lạy Cha chúng tôi trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Nếu nước của Chúa và ý của Ngài tự động đến, thì tại sao Chúa lại phải bảo chúng ta cầu nguyện? Trở lại với nguyên tắc Ngài dựng nên loài người chúng ta, nhưng mà Ngài để cho con người chúng ta cái quyền cai trị. Và khi chúng ta thực hiện cái quyền cai trị chúng ta, mà chúng ta gặp nan đề, chúng ta cần tiếp viện, chúng ta cần sự giúp đỡ, thì Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng can thiệp vào khi chúng ta lên tiếng. Cầu nguyện là chúng ta đối diện với vấn đề mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta trách nhiệm để chúng ta quản lý, quản trị, và chúng ta gặp trở ngại, cho nên chúng ta kêu xin Chúa Ngài can thiệp vào. Và Đức Chúa Trời nhận nơi lời cầu nguyện của chúng ta quyền pháp lý để Ngài can thiệp, Ngài nhúng tay vào. Bởi vì Ngài tôn trọng điều mà Ngài đã định, đó là Ngài dựng nên loài người chúng ta và Ngài giao cho trách nhiệm để họ quản trị loài cá biển, loài chim trời, v.v. Anh chị em nắm được vấn đề. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta không cầu nguyện, Đức Chúa Trời không hành. Và Ngài chờ chúng ta lên tiếng để xin, để mời Chúa Ngài nhúng tay vào, Ngài can thiệp, Ngài cứu giúp. Bằng không thì Chúa Ngài sẽ để cho chúng ta cứ sử dụng cái trách nhiệm bằng sức của mình, bởi vì Ngài không can thiệp được. Cho nên điều này dựa trên nét chính trực của Đức Chúa Trời, trong khi Ngài có thể làm được mọi sự, thì Ngài từ chối làm nghịch lại với lời của Ngài đã phán. Ngài dựng nên chúng ta để chúng ta cai trị. Ngài dựng nên chúng ta, đó là phần của Ngài, phần của con người chúng ta, là để chúng ta có thể cai trị quả địa cầu này, quản trị quả địa cầu này. Nên chúng ta cần nắm chắc điều này, để rồi chúng ta sẽ là những người cầu thai, những người cầu nguyện một cách thật là kết quả. Vì chúng ta biết ý của Chúa, và chúng ta không bắt Đức Chúa Trời làm cái việc mà Ngài đã giao cho chúng ta. Nếu ý của Chúa tự nhiên Chúa Ngài làm, thì Chúa không cần chúng ta ở trong vị trí của những người cầu thai. Đó là lý do mà những người đã trải qua những kinh nghiệm với Chúa, thì người ta nhận được cái sự mặc khải và hướng dẫn từ nơi Chúa. Có những người đã có cơ hội được Chúa Ngài cho được lên thiên đàng, thì họ chia sẻ là với chúng ta rằng Đức Chúa Trời trân quý nhất trong tất cả các chức vụ là chức vụ cầu thai. Đối với Đức Chúa Trời, những người cầu thai có giá trị rất lớn ở trong ánh mắt của Chúa. Bởi vì những con người này là những con người biết chuyện, ngỏ lời mời, xin Chúa can thiệp, xin Chúa nhúng tay vào, mà ý của Chúa đã định ở trên thiên đàng mới được thực hiện ở trên đất này. Mà ý của Chúa trên thiên đàng thì là hoàn hảo tuyệt vời. Nhưng mà Chúa không tự động đổ xuống ở trên thế gian này, trừ trường hợp có những người ở dưới đất này đứng ở trong vị trí của mình cầu xin Chúa Ngài làm điều đó. Anh chị em, khi chúng ta thật sự nhận được sự mặc khải này, chúng ta sẽ không bao giờ lơ là ở trong cái vị trí mà Đức Chúa Trời cho chúng ta, cái đặc ân mà Chúa Ngài cho chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài chờ đợi. Nếu ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời chờ đợi con người của chúng ta cầu nguyện, như Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy, khi các ngươi cầu nguyện thì hãy cầu xin như thế này, hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Chúng ta đi chỗ ở đất như ở trời, tức là chúng ta biết đi ý của Đức Chúa Trời ở trên trời tốt đẹp lắm, và chúng ta xin được thể hiện ra trên đất này giống như vậy. Đó là sự cầu thai của chúng ta. Đó là cái vị trí của những người đứng ở chỗ sức mẻ. Người đứng ở chỗ sức mẻ là người biết là ý muốn của Đức Chúa Trời là tất cả nó phải lành lặn. Nhưng bây giờ nó bị sức, bị mẻ, thì những người này lấy cái vị trí của sự cầu nguyện, cầu thai của mình, nó đứng ở chỗ đó và lấp đầy cái chỗ đó. Chúng ta xin tiếp viện, chúng ta cầu cứu. Chúng ta là người lên tiếng, chúng ta là người biết có một cái nguồn lực rất là lớn có thể yểm trợ để có thể tiếp tay và giải quyết cái nan đề
Cho nên chúng ta ngỏ lời mời, chúng ta xin thiên đàng can thiệp ở trên đất này của chúng ta. Từ sức khỏe cho đến đời sống tinh thần, cho luôn cả cái sự giải cứu, chúng ta cũng thấy rằng tất cả những gì thiếu hụt ở trên đất này nó không đúng theo ý của Chúa trên trời đó. Bởi sự cầu nguyện chúng ta có thể mời Chúa nhúng tay vào. Khi cầu nguyện cho một người cần được sự chữa lành, chúng ta phải có đức tin đó, biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời, theo như Esai 53, theo như Matthew chương 8, theo như lời của Chúa trong Phi-rơ nhất, thì chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta được khỏe mạnh. Cho nên Chúa Ngài đã trả một cái giá rất là đắt để điều đó có thể mang đến cho chúng ta, bằng cách Ngài hứng chịu những lằn đòn để chúng ta được lành bệnh ở trong Chúa. Nhưng Chúa không tự động đổ sức khỏe vào trong đời sống của chúng ta mà Ngài chờ chúng ta xin. Vì Ngài tôn trọng cái luật mà Ngài đã định. Ngài dựng nên chúng ta, nhưng mà Ngài giao cho con người chúng ta cái quyền để quản trị ở trên đất này. Nguyên tắc căn bản, Đức Chúa Trời đã tôn cao lời của Ngài, Thi Thiên 138 câu số 2. Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh của Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng lời của Chúa, Chúa làm cho được tôn cao hơn cả danh của Chúa. Cho nên lời của Chúa, Ngài tôn trọng lời của Ngài lắm. Ngài phán ra thì Ngài giữ cái lời mà Ngài phán. Như vậy, nếu Chúa Ngài tuyên phán rằng phần của Chúa Ngài dựng nên loài người chúng ta, phần của loài người chúng ta để họ giao cho con người của chúng ta cái trách nhiệm, cái đặc ân đó là chúng ta quản trị ở trên đất này, thì Chúa Ngài tôn trọng lời của Ngài đã phán. Ngài sẽ không phá lệ, cũng không phá những lời mà Ngài đã đặt, đã định. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ vi phạm hoặc là hủy bỏ lời của Ngài. Dân số ký 23 câu số 19, Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời của Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa Ngài không bao giờ vi phạm hoặc là hủy bỏ lời của Ngài. Thứ ba, Đức Chúa Trời Ngài là trọn vẹn tuyệt đối. Có nghĩa là không có sự mâu thuẫn giữa Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh hay là lời của Ngài. Thì chúng ta thấy ở đây rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều này. Đức Chúa Trời chỉ giới hạn trong cách Ngài chọn tự giới hạn mình. Và sự cầu nguyện và sự đáp lời cầu nguyện là Chúa Ngài là đấng có quyền để làm tất cả mọi sự. Ngài Ngài chọn để giới hạn chính mình ở trong công việc là đáp lời cầu nguyện. Cho nên một sư D.L. Moody ông nói rằng God business is answer prayer. Cái công việc của Đức Chúa Trời là đáp lời cầu nguyện. Đây không phải là một cái người mà ăn tiêu nói những cái lời mà không có cơ sở. Đây là một sứ giả phụ hưng được Chúa Ngài sử dụng một cách rất là lớn lao, một cái chức vụ đem lại ảnh hưởng rất là lớn. Và ông tuyên bố điều đó qua cái kinh nghiệm của ông. Công việc của Đức Chúa Trời là đáp lời cầu nguyện. Và nếu chúng ta truy tìm suốt cả Kinh Thánh, chúng ta thấy điều đó. Đức Chúa Trời Ngài đáp ứng lại một cái lời cầu xin, một tiếng kêu của ai đó, luôn cả cái tiếng kêu của Ismael. Chúng ta thấy khi khát nước, khi khóc, không phải là đứa con của lời hứa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi Hagar và Ismael bị Sarah đuổi đi, thì ở trong cái chỗ vắng vẻ, ở trong cái chỗ khô hạn đó, thì tiếng kêu, tiếng khóc thấu đến tai của Chúa. Trước khi Chúa Ngài ngự xuống để chọn lọc và sai phái Môi-se để trở nên người cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ xứ Ai Cập, thì Kinh Thánh nói rằng Ngài tiếng kêu của họ đã thấu đến Ngài. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Ngài giới hạn chính mình ở trong công việc đáp lời cầu nguyện. Như vậy chúng ta thấy cái vai trò của chúng ta là những người cầu thai nó quan trọng vô cùng. Anh chị em, hãy thấy vị trí của mình và chức vụ cầu thai của mình. Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện là làm chứng thế nào ông nội hay là bà nội của một cái gia tộc nào đó trong đời sống cầu nguyện tuyệt vời. Và từ đó thì con cháu được phước trải qua bao nhiêu đời. Người Mỹ ở tại đây đa số mà họ biết Chúa từ lúc nhỏ ở trong thánh kinh mùa hè hay là ở trường Chúa Nhật gì đó, lúc nhỏ được đưa đến nhà thờ rồi lớn lên sa ngã đi ra bên ngoài. Họ có thể bê bối, họ có thể trở nên những tội nhân. Nhưng mà khi trở lại đó, thì họ đều biết một điều là có a prayer grandmother, một cái bà nội hay là bà ngoại cầu nguyện, hay là có một người mẹ cầu nguyện. Mà sức mạnh của sự cầu nguyện của những người phụ nữ này đã kéo những người này không lọt xuống hố mà được cứu về và được sử dụng. Cho nên cái chức vụ cầu thai rất là quan trọng. Mà chúng ta thấy điều đó
suốt ở trong Kinh Thánh những con người cầu thai. Như Chủ nhật chúng ta đã được nhắc về chức vụ cầu thai của Abraham. Chúa Ngài làm việc với Abraham một cách tối đa. Chúng ta thấy ông mặc cả với Chúa từ 50, rồi 45, rồi 40, rồi 30, rồi 20, rồi 10. Mà ông biết, ông nói rằng, xin Chúa lắng nghe con thêm một lần nữa thôi. Ông biết là cái kiểu đó mà người thường hay là vị vua thường thì chắc là bị chặt đầu lâu rồi. Mà trước mặt Đức Chúa Trời vĩ đại, Chúa của vũ trụ này, ông đứng vào trong vị trí của người cầu thai. Này xin Đức Chúa Trời, nếu Chúa tìm được 50 người thì sao? 40 người thì sao? 30 người thì sao? 20 người thì sao? Đó là lời cầu thai đó anh chị em. Đó là chức vụ cầu thai đó. Và Đức Chúa Trời Ngài làm việc với Abraham một cách tối đa. Đến khi ông hạ xuống chỉ còn có 10 người thì Chúa nói rằng nếu Ngài thấy 10 người thì Ngài cũng sẽ không hủy diệt hai thành đó. Và Ma-thi-ơ chương 5 câu số 18, Chúa Giê-xu xác nhận: vì thật ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét ở trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết một chấm, một nét ở trong tiếng Hebrew thì cái chữ Hebrew còn có những cái chấm, những cái nét ở trên hoặc là dưới cái mẫu tự đó. Thì Chúa nói rằng luôn cả một chấm, một nét ở trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Nên Chúa rất là nghiêm túc và Ngài tôn trọng lời của Ngài. Ngài không bao giờ làm nghịch lại điều lời của Ngài đã phán. Chúa hoàn toàn cam kết với lời của Ngài. Cho nên một câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra tại đây: khi tôi khám phá ra lẽ thật này thì tôi nhớ cái giây phút đó như mới ngày hôm qua. Tôi khóc như một đứa con nít vì cái lẽ thật này hết sức là tuyệt vời. Khi Chúa Ngài gọi Jeremy và ông đưa ra những cái lý do là ông không có xứng đáng, ông còn là một người rất là trẻ, vân vân. Thì Chúa Ngài hỏi Jeremy, ông thấy cái gì? Chúa cho ông một cái sự hiện thấy. Và khi mà ông nói rằng ông thấy một cây hạnh, thì Chúa Ngài nói với tiên tri Jeremy như thế này: Đức Chúa Va phán Jeremy chương 1 câu 12, con thấy đúng đó, ta đang thức để thực hiện lời ta đã phán. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thấy cái sức mạnh của câu này không? Con thấy đúng đó, ta đang thức. Có nghĩa là Chúa Cha Ngài đang tỉnh thức, Ngài không có ngủ. Và Ngài tỉnh thức để gọi và làm ứng nghiệm tất cả những điều mà lời của Ngài đã phán. Tức là sau khi Chúa Ngài công bố ra một cái lời, Ngài ban hành một cái luật, thì Chúa Ngài quan sát cái lời đó, theo dõi cái lời đó. Bất cứ ai nắm được cái lời hứa đó của Chúa và xin thì Đức Chúa Trời Ngài là đấng đang tỉnh thức quan sát để thực hiện lời của Ngài. Vợ của Chúa của chúng ta đến xem. Chúa hiện tại theo như lời của Ngài, Ngài đang thức và quan sát để nghe tí nữa đây chúng ta những người hiểu biết sẽ nói gì với Chúa. Chúng ta sử dụng lời của Chúa như thế nào khi chúng ta cầu nguyện. Phần của Chúa thì Ngài tỉnh thức, Ngài không có ngủ, Ngài không có nghỉ, mà Ngài quan sát để làm thành những điều lời của Chúa đã phán. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ không còn dám cầu nguyện theo ý riêng của mình nữa, hay là cầu nguyện dựa theo điều chúng ta nghe lớn những người khác cầu nguyện, mặc dù cái lời cầu nguyện đó không có cơ sở của Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta phải biết ý của Chúa. Vì khi chúng ta có lời của Chúa ở trong chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều chi, thì Chúa hứa rằng Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Những người đã kinh nghiệm điều này, khi thấy có những con cái của Chúa cuối cùng đã áp dụng lời của Chúa và thấy kết quả, nhảy nhót vui mừng đến báo cáo, thì họ nói rằng cái đó không có gì lạ. Cái lạ là tại sao nhiều người cho đến giờ phút đó mới chịu áp dụng lời của Chúa. Chúa áp dụng thì chắc chắn là Chúa Ngài sẽ thực hiện, bởi vì Chúa Ngài giữ lời Ngài hứa. Cảm ơn Chúa. Khi nào Chúa phán thì Ngài tự đặt mình vào chỗ làm đúng như lời của Ngài đã phán. Bất cứ luật nào của Chúa thì cũng là luật cho Chúa. Ngài không đặt luật ra cho loài người chúng ta, nhưng mà nguyên tắc của luật của Ngài, Ngài đã phán, Ngài đã định, thì chính Ngài cũng giữ cái luật đó.
Chúa bằng mọi giá thành tín với chính Ngài và lời của Ngài. Điều thứ nhì, anh chị em, những lẽ thật chúng ta cần phải biết về sự cầu nguyện. Và chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình chúng ta và giống như chúng ta, để họ quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Ngài phán chúng ta hãy tạo nên, nhưng để họ quản trị. Đây là điều hết sức là tuyệt vời mà anh chị em chúng ta cần nắm bắt. Điều này cho chúng ta thấy một số điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cho con người quyền pháp lý và thẩm quyền để quản trị trên đất này. Và Ngài sẽ yểm trợ chúng ta cho công tác này. Thứ hai, Đức Chúa Trời không bao gồm chính Ngài. Nên khi Đức Chúa Trời Ngài muốn hành động cách tự do trên đất, Ngài tự giữ lấy luật chính Ngài đã định. Nên Ngài đã đến như một con người. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phải mang lấy nhục thể ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và danh của Đức Chúa Jesus được gọi là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, ở gần chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đã tuyên phán điều đó. Mà Ngài là linh và không có hình giống như con người của chúng ta. Ngài không có thân thể. Nên để Ngài có thể làm việc và can thiệp ở trên đất này, Ngài phải có một thân thể để Ngài mới có thể vào ở trong thế gian này một cách hợp pháp được. Đó là lý do tại sao Chúa phải mặc lấy thân thể con người. Emmanuel. Emmanuel bao gồm các từ có là từ Ish, là người. El, Đức Chúa Trời. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở trong một người, ở trong thân thể của một người. Như vậy con người trở nên hợp lý ở trong việc quản trị đất. Con người là một linh với một thân thể, cho nên chỉ những linh có một thân thể mới có thẩm quyền và pháp lý hoạt động ở trên đất này. Luôn cả Satan chúng ta cũng thấy, nó không thể hoạt động được ở trên đất này, nhưng mà nó phải có cái thân thể của con rắn. Và chúng ta nhớ sau này khi Đức Chúa Giêsu Ngài đuổi quỷ quân đội ra khỏi cái người ở xứ Ganise, chúng ta còn nhớ quỷ nó xin gì? Nó xin được nhập vào trong bầy heo. Quỷ nó cũng muốn hoạt động ở trên đất này, nó phải có một thân thể. Quỷ là những con người không có thân thể, cho nên cái công việc của nó là luôn luôn tìm kiếm một thân thể để nó. Lúc bây giờ Chúa Ngài sẽ tự do hành động. Khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, một con gái của Chúa, thì chúng ta cầu nguyện lại Chúa, người anh em này, người chị em này cần một thân thể khỏe mạnh để có thể rao giảng cái sứ điệp mà Chúa Ngài đã đặt ở trong đời sống này. Anh chị em chắc nghe tôi cầu nguyện điều đó cho rất là nhiều người. Và đó là cách mà chúng ta có thể cầu nguyện và biết một cách chắc chắn rằng Chúa Ngài sẽ làm việc. Bởi vì mỗi chúng ta, Chúa cho có một sứ điệp, có một chức vụ, có một sự kêu gọi. Và chúng ta cần một thân thể khỏe mạnh để chúng ta thực hiện, để chúng ta chuyển tải, để chúng ta có thể làm những công tác mà Chúa Ngài giao phó cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời chỉ hợp pháp khi Ngài làm việc qua một con người. Chúa chờ đợi. Và cái người đầu tiên đã thực hiện trở lại điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã định ngay từ đầu, sau khi Chúa Ngài dựng nên Adam. Ngài đã thở hà hơi vào mũi và khiến Adam trở nên một loài sinh linh, một loài có hồn sống. Thì Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến, Ngài đã nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh để tái phục hồi điều mà Chúa Ngài đã định. Và Ngài là trái đậu mùa của kẻ ngủ. Ngài là con cả, mà chúng ta là những người con kế tiếp ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được quyền hợp pháp để có thể để Chúa Ngài làm việc xuyên qua thân thể chúng ta, đời sống của chúng ta, để nước của Chúa được đến và ý của Ngài được nên ở trên đất này, qua sự cầu nguyện cũng như nhường đời sống của chúng ta cho Chúa Ngài kiểm soát. Rất là quan trọng anh chị em. Nắm được điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng việc đầy dẫy Đức Thánh Linh, được báp têm Đức Thánh Linh không phải là chuyện của ngũ tuần hay là ân tứ, và đó là ý muốn nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên chúng ta để Ngài ở trong chúng ta. Ngài dựng nên chúng ta để rồi Ngài, Đức Chúa Trời có thể hành động và làm việc ở trong đời sống của chúng ta ở trên đất này. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được và chúng ta không còn quy những điều đó cho hệ phái hay bất cứ một tín lý nào khác, nhưng mà đây là chương trình trọn vẹn nhất của Đức Chúa Trời. Sự mặc khải của Ngài một cách trọn vẹn nhất
khi Đức Chúa Trời lại ở trong thân thể của con người của chúng ta. Rồi thứ ba, như vậy thì cầu nguyện là gì? Anh chị em, cầu nguyện là sự thỏa thuận này. Cầu nguyện là đất thỏa thuận cho thiên đàng can thiệp vào. Cũng giống như chúng ta thấy ở trong thời xưa, cái phương tiện về vấn đề truyền thông còn rất là thô sơ và giới hạn. Thì khi một cái thành bị vây, họ có thể sai một cảm tử quân cởi ngựa để thoát ra khỏi đó, đi đến một cái nơi mà biết rằng có thể giúp đỡ được, để đến và đem quân tiếp viện để giải vây cái thành bị vây đó. Chúng ta trong chức vụ cầu thai cũng giống như vậy. Là những người chúng ta biết cái thành của chúng ta, cái gia đình của chúng ta, cái hôn nhân của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta, của đất nước, của quê hương chúng ta, của gia tộc của chúng ta đang bị bao vây bởi quyền lực của sự tối tăm. Các cửa âm phủ đang vây lấy những con người này. Và chúng ta được Chúa ngài cho chúng ta một đường dây nóng để chúng ta nhấc cái điện thoại này lên. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta có thể gọi thẳng lên thiên đàng để thiên đàng có thể nhúng tay vào và cứu giúp cho hoàn cảnh của chúng ta. Rất là quan trọng. Một hình ảnh khác để chúng ta có thể thấy được. Tôi nghe cái thí dụ này nhiều năm về trước và nó để lại trong tôi một cái sự hiểu biết rất là rõ nghĩa. Cho nên khi chúng tôi cầu nguyện hay là đứng vào trong vị trí cầu thai, hay là khi chúng tôi làm những công tác mà Chúa ngài giao cho liên quan đến sự cầu nguyện và chiến trận thuộc linh cũng như mọi sự, thì nó trong hình ảnh này. Thí dụ các anh đi làm về, thì mình về tới nhà thì thấy có một cảnh rất là lạ, là vợ con của mình nó đang ngồi khóc. Bữa cơm chiều của mình thì ai đó đã ăn sạch. Mình vô trong phòng ngủ của mình thấy một cái người rất là to lớn đang nằm ngủ trên cái giường của mình. Thì nó mới ăn xong bữa ăn tối mà đáng lý đó là thuộc về mình. Mình nhìn thấy nó to lớn và khỏe mạnh, mình biết mình không có đủ sức để có thể áp đảo nó để cứu gia đình của mình. Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta cũng khiếp sợ, chúng ta cùng với vợ con ngồi khóc. Hai là tại nước Mỹ thì chúng ta có thể làm công việc, đó là chúng ta nhấc điện thoại lên và chúng ta gọi cảnh sát. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta gọi cảnh sát là chúng ta mời những nhà chức trách, những người có khả năng đến để có thể giúp chúng ta giải quyết và đuổi cái người lạ này ra khỏi nhà của mình. Vì nhà này quyền pháp lý là thuộc về mình, vợ con của mình, bữa cơm của mình. Mà nói vô nó đã vi phạm, nó là kẻ bất hợp pháp. Thì công việc của chúng ta là người biết luật và biết được cái đặc ân của chúng ta được bảo vệ với cảnh sát. Thì lập tức chúng ta thấy rằng sẽ cho một chiếc xe cảnh sát ra. Và khi mà họ đến, họ thấy cái hoàn cảnh thấy không thể nào áp đảo được cái con người đó, thì họ sẽ xin thêm một chiếc khác để tiếp viện. Mà nếu hai chiếc không đủ sức thì họ sẽ xin thêm vài chiếc nữa. Mà nếu không thì sẽ liên quan đến cả ty cảnh sát. Anh chị em hiểu. Và nếu ty cảnh sát đó không giải quyết được cái kẻ mạnh này thì nó sẽ trở nên việc của liên bang. Và cái quan trọng của chúng ta cần nắm bắt được ở trong cái ví dụ này, đó là cái giây phút mà chúng ta nhắc điện thoại lên, chúng ta gọi cảnh sát đó, thì cái trách nhiệm không còn ở trên chúng ta nữa mà là sẽ thuộc về ty cảnh sát. Cầu nguyện cũng giống như vậy. Anh chị em ráng cố gắng bươi chải, ráng cố gắng tranh đấu, làm đủ mọi thứ hết, giải quyết bằng sự khôn ngoan, ý riêng của mình. Thì anh chị em cứ làm. Nhưng mà cái giây phút mà chúng ta nhắc điện thoại trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta bắt đầu cầu nguyện đó, thì nan đề của chúng ta bây giờ thuộc về thiên đàng. Và Chúa ngài sẽ can thiệp. Vì ngài hứa và Đức Chúa Trời đang tỉnh thức. Hình ảnh này chúng ta cũng liên tưởng đến, có bao giờ chúng ta gọi 911 mà lúc đó điện thoại trả lời là "We're not available", bởi vì bây giờ đã hết giờ làm việc. Không. Cái số điện thoại cấp cứu đó luôn luôn có người trực. Và tôi tin cái số điện thoại cấp cứu của Cơ Đốc nhân của chúng ta 333 cũng không bao giờ chúng ta nghe tít tít te te là đường dây đã bận, thiên đàng không thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà Chúa nói đây, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Cảm ơn Chúa. Và khi Chúa ngài trả lời thì ngài trả lời như thế nào? Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện là chúng ta xin thiên đàng can thiệp. Cầu nguyện là chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa, chúng con cần một sự giúp đỡ. Mà chúng con lên tiếng mời. Mà cái mạnh mẽ nhất là người chủ gia đình của cái gia đình đó lên tiếng mời. Cho nên hỏi anh em của tôi là những người đàn ông ở trong gia đình, đừng bao giờ bỏ qua cái trách nhiệm hết sức là quan trọng. Mình là người
chủ của gia đình, hãy để cái trách nhiệm mà Chúa ngài giao cho mình cũng như đặc ân Chúa giao cho mình làm cái lý do để chúng ta không bao giờ ngơi nghỉ trong việc cầu thai bao phủ cho vợ con ở trong gia đình của mình bởi sự cầu nguyện của mình. Rất là quan trọng. Nếu chúng ta không làm, không ai có thể thay thế chúng ta công việc đó. Trừ trường hợp là chúng ta chết, thì Đức Chúa Trời mới là cha của kẻ mồ côi và chồng của người quá buồn. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ để cho người phụ nữ và con nít không có sự bao phủ. Ngài có một cái ơn đặc biệt dành cho trong trường hợp cái người cha, người chủ gia đình đó qua đời, thì chính Đức Chúa Trời ngài bước vào bởi vì cần phải có sự bao phủ Thuộc Linh. Ồ, chúng ta thấy tình yêu của Chúa thật là tuyệt vời. Nhưng Chúa không làm khi người chồng, người cha đó còn sống. Trừ trường hợp cái người chồng, người cha đó cầu nguyện xin Chúa ngài can thiệp. Chỉ có trong trường hợp lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng trong trường hợp khi người chồng đó chết, thì con người đó trở nên mồ côi, vợ người đó trở nên quá bùa đó, thì Chúa mới là cha của kẻ mồ côi và chồng. Họ cần có sự bao phủ Thuộc Linh, cho nên các anh em nhớ điều đó. Dù có những khi họ nổi loạn, họ nói rằng xài những danh từ là cái gì đó, chúng ta đừng để cho lúc mà họ giận, họ nói bậy làm cho chúng ta xếp cánh, mà phải nhận biết cái vị trí của mình, bởi vì không ai thay thế cho chúng ta công việc đó. Nhắc điện thoại, xin sự giúp đỡ từ thiên đàng cho gia đình của mình, cho vợ con của mình. Cho nên những thầy tế lễ của gia đình, những người mục sư của gia đình nhỏ của mình, của hội thánh nhỏ là gia đình của mình, đừng nhường cái việc đó cho ai khác. Và thật ra cũng không có trọn quyền pháp lý. Chỉ trừ trường hợp là mình chết rồi thì là Chúa bước vào. Còn mình còn sống thì Chúa ngài chờ. Cầu nguyện là vật thọ tạo, xin đấng sáng tạo can thiệp vào một hoàn cảnh. Luca chương 18 câu số 1 cho chúng ta thấy điều này. Đức Giêsu kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Chúa, lý do mà Chúa ngài kể cái ẩn dụ này đó, chúng ta thấy có hai lý do. Thứ nhất là để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn. Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện, chớ hề nản lòng. Chúng ta biết cái vị trí của mình. Như vậy, nếu Chúa không cần sự hiệp tác của một người trên đất thì tại sao phải đòi hỏi người đó cầu nguyện? Dĩ nhiên là Chúa ngài đang cần sự hiệp tác của con người chúng ta trên đất này. Không những như vậy, mà còn phải đứng vững ở trong đức tin để lời cầu nguyện được nhận. Cho dù phải tốn thời gian là bao lâu đi nữa, bởi vì đó là ý muốn của Chúa ngài nói đến trong ẩn dụ này. Chúng ta còn nhớ Luca chương 18. Cái người đàn bà quá đến gõ cửa ông quan không công bình để xin ông xét xử cho hoàn cảnh của bà. Bà cứ đến, tôi không biết lúc đó là họ có cái trống ở trước mà dinh của ông quan này, ông quan án này, hay là có cái kẽn hay là cái gì đó. Mà chúng ta thấy rằng bà cứ đến, bị khước từ, bà cũng vẫn tiếp tục đến. Và bà xin cho đến chừng ông quan án nói rằng phải đi ra để giải quyết sớm cho người đàn bà này, vì bà không chịu ngưng, bà cứ làm rộn luôn. Chúa Giêsu ngài kết luận, ngài nói rằng nếu cái vị quan án không công bình, đã không kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà vì người phụ nữ này, người đàn bà quá này cứ làm rộn phải giải quyết cho bà, thì huống chi cha chúng ta trên trời. Đây là một cách nói mà trong văn hóa của người Do Thái có cái sự so sánh, mà chúng ta thấy rằng so sánh để nói lên ý, chứ còn không thể nào ngang bằng được. Cái quan án không công bình này thì làm sao so được với Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta, cha yêu thương của chúng ta. Nếu cái ông quan án không công bình, nhưng mà vì cái ích kỷ là không muốn để cho người đàn bà này cứ quấy rầy mình. Nếu mà giống như là ngày xưa ở tại đất nước của chúng ta, là ở tại Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng trước cái dinh của ông quan thì có để cái trống. Ông đang ở trong nhà, ông ăn uống hay là ông nghỉ ngơi gì đó, mà có một người có nhu cầu đó, đến cầm cái dùi trống đánh tung 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 là ông phải đội quần áo, đội mão này kia, ông đi ra, ông ngồi lên trên ghế để xét xử. Mới ra nhìn thấy cái mặt của bà này. Thế bà đi về đi, hôm nay là tôi bận không có giải quyết được vấn đề cho bà. Bà đi về, ngày hôm sau bà tiếp tục bà đến bà đánh trống nữa. Nếu mà một cái người quan án không công bình, không xét xử vì mình là một quan án công bình, nhưng mà vì người đàn bà này làm rộn, Chúa Giêsu ngài
Ngài kể cái ẩn dụ này để nhắc cho chúng ta một điều, đó là cần phải cầu nguyện luôn. Đừng ngưng nghỉ. Không phải vì Đức Chúa Trời là đấng làm khó chúng ta, nhưng mà có thể có một lý do nào đó mà Chúa Ngài cần chờ để có đủ quyền pháp lý để Ngài can thiệp vào. Và cũng chớ hề nản lòng, vì Chúa của chúng ta là đấng đáp lời cầu nguyện. Ê-phê-sô chương 6 câu số 18: hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt được mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Tại sao Chúa ra lệnh cho tín nhân chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện ở trong mọi dịp, mọi cơ hội? Với đủ một lời khẩn nguyện và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, nếu Chúa có thể làm mọi việc ở trên đất mà không cần đến chúng ta, thì tại sao Chúa lại bảo chúng ta cầu nguyện? Không, anh chị em, Chúa Ngài chờ và Ngài muốn chúng ta hiệp tác với Ngài. Cho nên chức vụ cầu thai của chúng ta là điều hết sức là quan trọng, đừng ai trong chúng ta xem thường nữa. Thi Thiên 121 câu 4: đấng gìn giữ Israel không hề chợp mắt cũng không hề buồn ngủ. Nếu Chúa không bao giờ ngủ và cũng không có buồn ngủ, thì tại sao lại đánh thức chúng ta thức dậy để cầu nguyện cho ai đó nếu Ngài không cần chúng ta hiệp tác với Ngài ở trên đất này, hay là trao quyền pháp lý cho Ngài ở trên đất này? Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 16-18: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em ở trong đấng Christ Jesus. Bây giờ tôi tin anh chị em dần thấy được cái chức vụ cầu thai của chúng ta rất là quan trọng. Tại sao thật là quan trọng để bạn cầu nguyện không thôi trong một hoàn cảnh? Philip chương 4 câu 6: đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự lựa chọn nên chị em. Một là chúng ta tự lo, rồi nó thành ra lắng, đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi sự, làm gì? Hãy dùng lời cầu nguyện nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng bao nhiêu nhu cầu? Những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời số nhiều. Phải chăng chúng ta lo lắng, không tin cậy Chúa và không chịu cầu nguyện là chúng ta ngăn trở Chúa hành động trong đời sống của chúng ta? Chính xác là như vậy. Cho nên, thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện. Phải chăng là lý do Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện nhiều ở trong mọi sự, để chúng ta trao quyền pháp lý cho Chúa để Ngài có thể can thiệp vào những hoàn cảnh của chúng ta? Chính xác. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn thấy. Bây giờ chúng ta đến với một ý niệm mà Chúa Giê-xu Ngài nhắc lại. Điều mà Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Để chúng ta thấy được. Ma-thi-ơ chương 16 câu số 19: ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Để đi đi anh chị em. Bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất thì cũng sẽ bị buộc ở trên trời. Và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Đó là đặc ân của sự cầu nguyện đến cho em, trong thẩm quyền Chúa ban cho. Bất cứ là bao nhiêu cứ? Tất cả. Bất cứ. Điều gì con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. Điều này sẽ giúp cho khi chúng ta hiểu biết được, khiến cho đời sống cầu nguyện chúng ta đầy thẩm quyền. Bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Đây là phước hạnh chúng ta biết bởi lời cầu nguyện chúng ta, phước của Chúa sẽ mở ra, sẽ đổ xuống. Như vậy cái quyền cột trói và cái quyền mở được Chúa Ngài giao cho chúng ta trên đất này. Như vậy chúng ta thấy chúng ta có thể cột trói công việc của thế giới tối tăm. Chúng ta có thể mở phước của Ngài xuống ở trên gia đình của chúng ta, trên hoàn cảnh của chúng ta, trên đất nước, trên quê hương, trên xứ sở của chúng ta. Những người có chức vụ cầu thai thấy phấn khích chưa? Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta hiểu những điều này sẽ giúp đỡ cho chúng ta, để cho thấy Đức Chúa Trời đang chờ chúng ta hiệp ý với Ngài. Nếu có ai đó nói, nhưng mà câu 16 này Chúa nói với ông Phi-e-rơ chứ không phải nói với tất cả chúng ta. Chúa cũng biết trước điều đó, cho nên Ma-thi-ơ chương 18, câu 18 đến 20: thật ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho. Đó là lý do mà chúng ta thường khuyến khích anh em tìm một người bạn đồng đội để chúng ta cầu nguyện như vậy. Chúng ta có thể cầu nguyện một mình, nhưng mà nếu chúng ta hiệp lòng hiệp ý, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Không có thể mà là sẽ ban,
một cách chắc chắn như vậy. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta hợp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Đây là lý do tại sao chúng ta hiệp lại với nhau các tối thứ ba để chúng ta cầu nguyện. Nó có một sức mạnh khi chúng ta hiệp lại với nhau. Cứ đôi ba người hiệp lại với nhau mà nhân danh ta thì ta sẽ ở giữa họ. Sức mạnh hết sức là lớn lao. Cảm ơn Chúa. Ai là người làm việc buộc và mở? Theo như những điều Chúa dạy tại đây. Chúa hay chúng ta? Chúng ta. Như vậy, chúng ta ngồi và chúng ta xin Chúa. Xin Chúa giải quyết Satan dùm cho chúng con, hay là Chúa ngày giải quyết chuyện này chuyện kia, thì chúng ta xin Chúa làm công việc mà Chúa nói rằng đó là việc của các con. Chúng ta làm bằng cách nào? Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mình cột trói, nhân danh Chúa Jesus Christ mình mở. Điều gì xảy ra khi nhiều tín nhân cùng đến với nhau mà cầu nguyện, hiệp ý với nhau với lời của Chúa thật là mạnh mẽ và đầy quyền năng, vì bất cứ điều gì chúng ta xin Chúa Ngài cũng sẽ đáp lời. Đó lý do mà chúng ta có những cái dàn bài, có những lời cầu nguyện mà tôi giới thiệu trước cho anh chị em để tất cả chúng ta đều nắm được và chúng ta hiệp ý, hiệp lòng để chúng ta xin. Ở đây là chỗ mà để cho sức mạnh của sự cầu nguyện của chúng ta được hiệu quả một cách tối đa. Chúng ta hãy cùng làm việc hiệp tác với nhau và cầu nguyện một cách nhịp nhàng dựa trên những điều cầu nguyện đó. Bởi vì hiệp ý mà. Còn nếu chưa hiểu, đưa tay lên hỏi một sư cánh tại sao mình phải cầu nguyện cái điều đó. Nhưng mà khi mình hiểu rồi thì tất cả chúng ta tuân thủ và chúng ta cầu nguyện theo những điều đó. Còn không thì chúng ta sẽ đánh mất cái sức mạnh mà đáng lý chúng ta phải có. Nếu hai ba người hiệp lại với nhau, Chúa đã ở cùng rồi, mà 30 người hiệp một ý một lòng thì chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là phước hạnh rất là lớn, kết quả rất là lớn. Anh chị em, mọi việc Chúa làm luôn bao gồm sự dự phần hiệp tác của một con người. Khi Chúa muốn thành lập một dân tộc thì chính Abraham đã hiệp tác với Ngài. Ông phải rời xứ Ur, đi mà không biết mình đi đâu, hiệp tác với Chúa mà dân Israel đã tuyển dân của Chúa đã được lập. Khi Chúa muốn giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, chính Môi-se là người hiệp tác với Chúa. Khi Chúa muốn mang dân sự của Ngài từ chỗ bị lưu đày trở về, chính Daniel đã hiệp tác với Ngài. Khi Chúa muốn xây dựng đền thờ cho Ngài, chính Solomon đã hiệp tác với Ngài. Khi Chúa muốn bảo tồn dân sự của Ngài, chính Esther đã hiệp tác với Ngài. Khi Chúa muốn thành lập hội thánh của Ngài để đem người Do Thái đến với Ngài, chính Phi-rơ đã hiệp tác với Ngài. Khi Chúa muốn đưa những người dân ngoại đến với Chúa thì Phao-lô đã vâng phục và đã hiệp tác với Ngài. Chúa luôn tìm những con người cùng làm việc với Chúa. Không có Chúa chúng ta không thể làm gì được. Nhưng không có sự hiệp tác của chúng ta, Chúa sẽ không làm bất cứ điều gì. Không phải vì Ngài không có quyền năng, mà là vì Ngài tự giới hạn mình để hành động trên đất qua sự hiệp tác của con người của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một tôi tớ của Chúa khác là người được Chúa Ngài sử dụng một cách rất là lớn lao, là người đã sáng lập ra hội giám lý, là một sư John Wesley. Trong thế kỷ thứ 18, ông có một chức vụ được Chúa Ngài sử dụng một cách rất là lớn. Thời đó không có xe hơi, không có xe gắn máy, ông cởi trên lưng ngựa 40.000 dặm. Và trung bình mỗi một ngày ông giảng 3 bài giảng. Và Chúa Ngài đã sử dụng ông một cách rất là lớn lao. Ông có một sự suy nghĩ như thế này, ông đã từng nói: Đức Chúa Trời không can thiệp vào bất cứ một điều gì trên trần gian này trừ trường hợp đáp lời cầu nguyện. God does nothing but answer prayer. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện mang thiên đàng đến trên đất. Cầu nguyện là kết nối giữa bệnh viện thuộc linh và bệnh viện thuộc thể trên đất. Ý Chúa được nên trên đất như ở trên trời khi chúng ta cầu nguyện. Các anh chị em yêu dấu của tôi, cầu nguyện là kế hoạch của Chúa Trời, không phải là lý thuyết của con người. Chúa Cha lập sự cầu nguyện, vì đó là một phần của hệ thống Ngài thành lập. Chúng ta cần Ngài và Ngài cần chúng ta. Đây là chỗ mà khi khám phá ra được, thì tôi thấy rằng mình không có đủ giờ để cầu nguyện. Vì Chúa Ngài chờ đợi. Tất cả những nhu cầu mà chúng ta biết được, chúng ta chỉ cần hết lòng tin của chúng ta dâng lên cho Chúa. Như hình ảnh của cái thí dụ mà tôi kể cho anh chị em. Nếu chúng ta ngày nào chúng ta chưa nhắc điện thoại lên chúng ta gọi cảnh sát, thì cái người đó sẽ tiếp tục ở trong nhà của chúng ta, ngủ ở trong giường của chúng ta, ăn cơm của chúng ta, ăn cái miếng bít tết mà đáng lý chúng ta đi làm về, vợ con đã nấu để chờ chúng ta về ăn, nó về nó ăn trước. Bụng của mình đói, ngủ cũng không có giường bởi vì nó chiếm chỗ. Vợ con thì nó hiếp đáp, ngồi đang khóc bù lu bù loa. Nhưng mà cho đến khi chúng ta nhấc điện thoại lên, khi chúng ta cầu nguyện, thiên đàng sẽ can thiệp.
Đừng tiếp tục cắn răng chịu khổ vì Chúa Giêsu đã định hội thánh của Ngài đó. Các cửa âm phủ không thể nào thắng được hội thánh của Chúa. Ngài trao cho chúng ta thẩm quyền rồi. Công việc của chúng ta là biết sử dụng một cách chính xác. Vì vậy chúng ta cầu nguyện không phải là một sự lựa chọn mà là điều tất yếu. Cho nên hỏi những người chủ gia đình, các anh em của tôi hãy cầu nguyện cho gia đình của mình bao phủ bảo vệ vợ con của mình bằng sự cầu nguyện. Còn nếu trường hợp của các chị em mà không có người chủ gia đình đang đứng ở trong vị trí đó, hãy cầu thai để Đức Chúa Trời Ngài sẽ đánh thức, Ngài sẽ làm việc ở trên họ. Trong những trường hợp đó thì chúng tôi người hướng dẫn hội thánh đứng vào trong vị trí cầu thai, ban cầu nguyện của hội thánh có thể cầu thai cho các chị em. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là không phải chúng ta thay thế người chồng, người chủ, những người chồng, những người chủ của các gia đình đó, mà chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài đánh thức và kéo họ dậy. Cầu thai là cầu nguyện cho những người không biết cầu nguyện cho chính mình, hay là không thể cầu nguyện cho chính mình. Có một nhóm người, có ai đó đứng vào trong vị trí cầu nguyện giùm cho họ, cầu thai cho họ, đứng vào chỗ sức mẻ cho họ. Như vậy chúng ta buổi tối hôm nay áp dụng bài học này. Xin Chúa Ngài ban phước để mỗi chúng ta sẽ đứng vào trong vị trí để chúng ta xin Chúa Ngài tiếp diện, xin Chúa can thiệp vào. Có thể là đời sống sức khỏe của chúng ta, có thể là đời sống tài chính của chúng ta, có thể là hoàn cảnh của gia đình của chúng ta hiện tại, có thể là một cái nhu cầu về việc làm hay là bất cứ một điều gì đó mà chúng ta cần. Ba ngôi Đức Chúa Trời đã nói với nhau, chúng ta hãy làm nên loài người theo hình tượng chúng ta, giống như chúng ta. Để họ, Chúa đang chờ đợi để họ, để chúng ta là những người quản trị. Khi chúng ta thấy rằng mình quản trị không nổi, nó quá sức của mình, kêu cứu, ngước mắt lên và xin Chúa Ngài đến, Ngài tiếp diện, Ngài can thiệp vào, xin Chúa bước vào hoàn cảnh của con. Khi chúng ta có nhu cầu là chúng ta là những người có thể kinh nghiệm được phép lạ của Chúa, bởi vì chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ đáp lời. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hay làm phép lạ, mà không phải phép lạ thường, mà hay làm những phép lạ lớn lao. Cho nên hãy mở miệng ra và trình dâng nhu cầu của mình bằng cách trao quyền pháp lý cho Chúa khi chúng ta xin. Bây giờ anh em hiểu tại sao chúng ta cầu nguyện cho họ tộc của mình. Anh chị em cũng có quyền làm công việc đó. Chúng ta hình dung tại thiên đàng có một cái tòa án ở tại thiên đàng. Mà những lời cầu nguyện của chúng ta trình dâng lên, kẻ kiện cáo chúng ta là Satan có thể đến ở trước mặt Chúa như nó đã từng đi đến trước mặt Chúa ở trong sách Gióp. Bài sách Khải Huyền cũng cho chúng ta thấy rõ kẻ kiện cáo anh em đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nó có thể kiện cáo và nó có thể đặt câu hỏi với Chúa, tại sao Chúa ban phước trên cái gia đình đó như vậy, Chúa ban phước cho cái gia tộc đó như vậy. Thì Chúa Ngài sẽ có quyền pháp lý và Ngài dập tắt kẻ kiện cáo chúng ta khi Ngài tìm thấy có một người cầu thai ở trong gia đình đó, ở trong gia tộc đó. Vì có đứa đó, nó họ đó, nó xin cho gia tộc của nó, cho họ của nó. Vì có chủ gia đình, người chồng, người cha đó đã cầu nguyện cho vợ, cho con của mình, cho nên ta có thể ban phước trên cái gia đình đó. Có người ở trong cái cộng đồng đó, ở trong cái thành phố đó đã cầu xin ta nhúng tay vào. Có người của dân tộc đó đã cầu xin cho nên ta đã nhúng tay vào đất nước, xứ sở của họ. Thì chúng ta thấy cái trách nhiệm mà lời của Chúa ở trong Sử Ký thứ nhì 7:14 cho rằng nhược bằng dân sự ta, chứ không phải người ngoài. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, có quyền pháp lý. Và khi sinh, khi bỏ con đường tà, khi quay trở lại cùng Chúa, ăn năn hạ mình xuống ở trước mặt Chúa, thì Chúa trên trời sẽ nghe và Ngài sẽ cứu xứ khỏi tai vạ, là như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên tối hôm nay tôi khuyến khích những người cha, những người chủ gia đình hãy đứng vào trong vị trí xin Chúa can thiệp vào trong gia đình của mình. Không vì gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài có thể thay đổi được mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể cầu nguyện. Xin Chúa Ngài ban phước. Các chị em có thể hiệp tác, nếu có chồng của mình ở đây trong vị trí cầu nguyện cho con cái của mình, xin Chúa can thiệp vào. Phần của chúng ta là hội thánh, chúng ta hiệp sức hiệp lực với nhau, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa Ngài can thiệp vào trong hội thánh của Chúa. Ngài ban phước, Ngài gìn giữ bảo vệ và Ngài mở rộng hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhìn lại 39 năm từ tháng 6 của năm 1983
khi tôi nhận lời mời của Union Baptist Association để thành lập hội thánh của chúng ta, trải qua những thăng trầm. Nhưng mà tôi nhớ khi đáp ứng lại, cái điều đầu tiên mà tôi đã làm, mà những người nhìn chắc là lúc bây giờ họ cũng nghĩ tôi bất bình thường. Ở tại Riverview Baptist Church, ở cái khoa kinh của họ, nằm ở sát ở bên ngoài xa lộ 45 và góc đường telephone, tôi đã leo trên nóc xe và tôi đứng đó và tôi cầu nguyện cho vùng đất đó. Tất cả những người Việt Nam ở trong cái vùng đó sẽ có cơ hội để nghe tin lành của Chúa và dọn đất để hội thánh của Chúa được thành lập. Và cái trên cái đường Woodridge có cái những cái con đường nhỏ, khi chúng ta đi sâu vào đường Patricia vân vân, ở trong đó có một cái khu chung cư mà có rất là nhiều người Việt Nam ở tại đó. Và chúng tôi cũng lái xe vòng chung quanh chúc phước cho cái vùng đó để những người Việt sống ở tại đó sẽ được Chúa ngày cứu. Và cảm ơn Chúa, gõ cửa từng nhà rồi mời họ. Rồi khu ở tại đường McHenry, ở trên đường Broad với lại đường Telephone, thì chúng tôi cũng đã dầm thấm những cái vùng đất đó. Lúc đó làng Thái Xuân và các làng Quế, Kinh Đô vân vân chưa có mặt. Làng Joseph ngày xưa là một cái khu apartment mà chúng tôi cũng đã đặt chân lên từng cái căn hộ. Mà Chúa ngày đã mở cho hội thánh của chúng ta và cho đến ngày hôm nay. Bắt đầu bằng sự cầu nguyện, và chúng ta sẽ nuôi mình bằng sự cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện để công việc của hội thánh của Chúa cứ tiếp tục được mở rộng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta bước vào trong thời gian cầu nguyện, ở trong thời gian này. Anh chị em nghe những điều này và ứng dụng vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Hãy Chúa ngày đặt để trong chúng ta cái nhu cầu nào đó. Và chúng ta đứng vào trong vị trí ở tại đây và cầu nguyện xin ý của Chúa được nên ở trên đất này như Chúa ngày đã định ở trên trời. Cho hoàn cảnh này, cho gia đình này, trong hoàn cảnh này. Bởi vì ý của Chúa luôn luôn là tốt lành. Ý của Chúa luôn luôn là trọn vẹn nhất. Cho nên chúng ta xin ý của Chúa. Nếu có một người trẻ có một đứa con hư hỏng, anh chị em cũng không cần phải cầu nguyện cái gì nhiều, chỉ cần xin ý của Chúa được nên trên đời sống của đứa trẻ này. Như vậy là đủ. Bởi ý của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta thì là tốt lắm anh chị em. Chỉ có những cái lý do ngăn trở và những điều chưa thực hiện thì chúng ta thấy rằng có thể có những sự xen lấn vào của công việc của thế giới tối tăm. Nhưng mà ý của Chúa là tốt đẹp nhất cho con của chúng ta, cho cháu của chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong buổi tối hôm nay thì anh chị em có thể làm công việc đó. Nếu có cả vợ lẫn chồng ở đây, chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện và dâng gia đình của mình, con cái của mình ở trong sự giúp đỡ của Chúa. Trong trường hợp có những chị em có mặt ở đây mà không có chồng đang ở đây, thì vợ chồng chúng tôi xin phép sẽ được cầu nguyện với những gia đình đó để chúng ta tất cả đều có sự bao phủ thức linh cũng như là sự cầu thai của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta bắt đầu. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.